Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, thời gian trôi qua thật nhanh chóng và thoáng chốc, chúng ta đã sắp bước hết nửa chặng đường của tháng 9 âm lịch. Tất cả mỗi chúng ta, ai cũng đều đang bận rộn với guồng quay của cuộc sống và mong muốn tìm kiếm cho mình những vận may để đổi đời trong thời điểm cuối năm này. Trong số 12 con giáp, mỗi người đều có một số vấn đề khác nhau và tùy vào các thời điểm khác nhau trong cuộc đời mà có thể gặp được phúc họa, điều mà chúng ta không lường trước được. Tuy nhiên, các chuyên gia tử vi học cho biết, dựa vào việc phân tích cung mệnh, những là số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh, chúng ta có thể phần nào dự đoán về vận mệnh của các con giáp trong tương lai. Cụ thể, trong ngày 18 tháng 9 âm lịch, tới đây sẽ có những con giáp sau đây có số phú quý, một bên được thần tài nâng đỡ, một bên được quý nhân phù trợ, vẹn cả đôi đường. Vậy đó là những con giáp nào họ sẽ nhận được may mắn gì trong ngày sắp tới? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình để biết mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không nhé! Con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay được thần tài ban lộc là những gia chủ tuổi Tý. 1. Tuổi Tý. Nhờ gặp thiên tài nên những người tuổi Tý hôm nay sẽ có may mắn bất ngờ trong những công việc phụ, nghề tay trái, làm thêm. Tuổi này được thần tài đem cho của khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc, khuyên bạn chỉ nên làm ăn chậm rãi, không hấp tấp hay ham trò đỏ đen, kẻo lộc lá tiêu tán. Bên cạnh đó, ngày này có tam hội chiếu cố nên mặt ngoại giao của tuổi Tý phải nói là mỹ mãn. Hôm nay, nhiều bạn ký kết được hợp đồng nhờ ăn nói khéo léo, đi xin việc cũng suôn sẻ hơn người nhờ nhanh miệng. Sự chủ động của con giáp này trong ngày hôm nay cũng đem lại tính dung hòa trong mối quan hệ. Hơn nữa, tài lộc ổn định nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa, khuyên Tý nên biết hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại. Sau dịch bệnh, kinh tế chưa thể phát triển mạnh được, đủ ăn đủ tiêu mỗi ngày là có phước rồi, chớ nên xài hoang phí. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay là những người tuổi Dần. 2. Tuổi Dần. Các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết, đường công danh của tuổi Dần hanh thông nhờ chính quan trợ vận. Những người đang ngóng tin tức thi cử, du học, xin việc hoặc chuẩn bị xuất ngoại sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày. Bạn làm việc có trách nhiệm, thẳng tính, mất lòng trước nhưng được lòng sau, ai cũng nể. Vận trình tiền tài của tuổi Dần hôm nay nảy nở, đơm hoa kết trái nhờ thủy dưỡng mộc, nhất là người theo nghiệp kinh doanh thì nên chuẩn bị tinh thần có thêm hợp đồng mới, khách hàng mới. Sắp tới đỡ đau đầu hơn, có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng về tiền nong. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Bên cạnh đó, do bị lâm vào cục diện tương phá chiếu mệnh, đe dọa đến đường tình cảm của con giáp này. Nhiều người đang có lục đục với bạn bè hoặc anh chị em trong nhà nhưng không chịu giải quyết. Ra đường hay gặp vạ lây, có kẻ ném đá giấu tay nên bạn phải hết sức cẩn thận. 3. Tuổi Mão. Lộc lá đến với Mão khá nhiều nhờ thủy sinh mộc, người kinh doanh tuy không hẳn là phát tài nhưng hàng hóa cũng gọi là bán chạy. Bản mệnh làm ăn uy tín, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo nên giành được lòng tin của khách hàng, trời thương nên làm gì cũng ra tiền. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chuyện tình cảm tốt hơn hẳn nhờ tam hợp độ mệnh, tuổi này gặp hung hóa cát, có người nâng đỡ nên tránh được kha khá hung hiểm trong công việc, gia đình. Có chuyện gì bức bối thì nên tâm sự với người thân trong nhà, đừng vạch áo cho người xem lưng. Bên cạnh đó, do bị thiên quan chiếu mệnh, cảnh báo tuổi Mão muốn yên bình thì nên tránh xa những người có chức quyền trong công việc hôm nay.
Những người đang làm quản lý, chức lớn ở cơ quan cũng nên cẩn thận để giữ ghế mình đang ngồi. An phận thủ thường, không ganh đua là ổn nhất. Con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay là những người tuổi Tỵ. 4. Tuổi Tỵ là con giáp được ông trời phù hộ, cộng thêm vận có chính ấn, nên những người đang thi cử, học lên cao hoặc đi học sẽ có lợi hơn những người khác. Tuy nhiên, nếu muốn phát triển thêm thì Tỵ cần nhanh nhẹn, khéo miệng hơn nữa. Đôi lúc bạn còn khá chậm chạp nên công việc bị đình trệ. Đừng tình cảm có mâu thuẫn, có điểm đào hoa xấu, tư tưởng ngoại tình vấp phải tương hại. Các bạn trẻ đang yêu đừng mù quáng, nên nghe lời khuyên của cha mẹ để đỡ bị lừa tình. Tỵ hay giúp người nhưng toàn bị người ta phủi cơn. Tỵ hay giúp người nhưng toàn bị người ta phủi ơn, ăn cháo đá bát nhưng vẫn hoan hỉ bỏ qua. Vì thủy khắc hỏa nên đường công danh và tiền bạc ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được như ý. Bản mệnh nên dành tiền để mua sách, đi học và nâng cao các kỹ năng cho mình. Từ đó khi có cơ hội thì bạn mới dễ dàng nhận biết và tăng thu nhập cho mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Con giáp may mắn thứ năm mà ta không thể bỏ qua trong ngày hôm nay là những người tuổi Ngọ. 5. Tuổi Ngọ. Các chuyên gia tử vi cho biết tuổi Ngọ hôm nay nên sẵn sàng đón nhận tin vui trong công việc vì có thiên ấn trợ vận, đặc biệt là những người làm công chức, y dược, kỹ thuật. Bạn may mắn bởi lúc nào cũng làm việc dựa trên nguyên tắc tình thương và trách nhiệm. Đó là kim chỉ nam trong cuộc sống, giúp bạn hanh thông và suôn sẻ. Vì thủy khắc hỏa nên con giáp này có thể gặp phải một số trở ngại trong vận trình tình cảm. Hãy dùng thái độ khiêm tốn, bình tĩnh để đối phó, đừng bướng bỉnh, kẻo có người vin vào đó mà gây hiềm khích, mâu thuẫn với bạn. Tiền bạc chi tiêu khó kiểm soát, muốn tiết kiệm cũng khó vì thời gian gần đây có quá nhiều khoản bắt buộc bạn phải bỏ tiền ra để lo. Nên chấp nhận sống tiết kiệm một chút trong thời gian này để sau này đỡ phải lo lắng chuyện tiền nong. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ 5 trong ngày hôm nay. Nếu quý vị không thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên thì quý vị cũng đừng rời khỏi màn hình để có thể có một trong những con giáp may mắn tiếp theo sẽ là các bạn. Con giáp may mắn thứ 6 là những người tuổi Dậu. 6. Tuổi Dậu. Nhờ kim dưỡng thủy nên tuổi Dậu khá may mắn thoát được hoạn nạn trong công việc hôm nay. Thực ra bản thân bạn cũng biết rằng mình còn nhiều thiếu sót, khả năng còn bị giới hạn nên rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người góp ý nên ông trời che chở để mọi việc như ý. Dậu rất hòa đồng với những người xung quanh, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với mình. Hôm nay đi xa hay gặp khó khăn cũng được người khác giúp đỡ, tránh được họa, ăn ở có phúc thì có phần. Dậu đừng sợ thiệt thân bởi quả ngọt đang đến với bạn. Nhờ có thực thần nâng đỡ nên lộc lá vây bám xung quanh bản mệnh. Nay bạn có lộc ăn uống, quà cáp hoặc là được cho tiền. Dậu là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để tìm được lộc lá từ những người mình quen biết. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ 6, con giáp may mắn cuối cùng trong ngày hôm nay là những người tuổi Hợi. 7. Tuổi Hợi. Các chuyên gia tử vi cho biết đường sự nghiệp của tuổi Hợi cực kỳ sáng lạn nhờ có chính quan nâng đỡ. Con giáp này có thể mong chờ tin tức vui từ thi cử, thăng chức, xin việc hoặc lương thưởng. Nhìn chung mọi việc đều dễ dàng, không gặp chút trở ngại nào, cứ thế mà bước tới mục tiêu đã định. Tiền bạc ổn hơn nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa, những nỗ lực của bạn từ trước giờ sẽ được đền đáp bằng tiền bạc. Sắp tới có nhiều chuyện quan trọng cần đến tiền nên hãy chi tiêu cẩn thận. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an.
Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc hay đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận hoặc gọi điện đến số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video cũng như thông tin từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.